tủ sấy thực phẩm cao cấp TSNK CI30L trang bị hai khoang sấy nóng với 30 tầng khay, giúp sấy khô khối lượng lớn thực phẩm cực nhanh. Với công nghệ sấy hiện đại thông minh kết hợp giải nhiệt độ sấy rộng, giúp máy sấy hiệu quả đa dạng nguyên liệu khác nhau. Xin chào mọi người, trong những thời điểm cận Tết như thế này thì những thiết bị tủ sấy thực phẩm luôn được quan tâm, đặc biệt là những thiết bị tủ sấy vừa có hiệu quả giữ nóng tốt lại có chi phí đầu tư hợp lý, giống như thiết bị tủ sấy thực phẩm cao cấp TSNK CI30L đang ở kế bên hướng đây. Và thiết bị này thì có cấu tạo cũng như là ưu điểm nổi trội như thế nào so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường thì các bạn hãy cùng theo dõi tới cuối clip ngày hôm nay để xem rằng đây có phải là một sản phẩm đáng đầu tư không nhé. Đối với một thiết bị tủ sấy thì chất liệu chính là yếu tố quyết định nên phần nhiều hiệu quả giữ nóng. Chính vì vậy mà CI30L này là một thiết bị có hiệu quả sấy vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm sấy khác trên thị trường. Các bạn có thể nhìn gần hơn một chút thì đây là một thiết bị với chất liệu chính làm từ inox cao cấp 304, đặc biệt là được cấu tạo từ nhiều lớp cực kỳ dày dặn. Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Với một lớp inox phía bên trong và một lớp inox phía bên ngoài như thế này thì tủ sẽ tối ưu cho chúng ta về khả năng giữ nhiệt phía bên trong, đặc biệt là kết hợp với chất liệu inox cao cấp giúp máy có độ bền tuổi thọ cực kỳ cao và hạn chế tối đa cho chúng ta về vấn đề han gỉ. Cùng với đó thì chất liệu này cũng giúp vào giữ nhiệt tốt nhất cho chúng ta nữa. Ở bên ngoài này, phía bên này thì các bạn có thể thấy là tủ còn được trang bị thêm cái phần cánh cửa. Như vừa rồi thì các bạn thấy Hường đóng mở rất là chắc. Phần cánh này thì cũng được trang bị từ nhựa cứng, giữ nhiệt tốt để trong cái quá trình mà tủ sấy vận hành sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta giữ nhiệt. Đặc biệt là cái phần cửa tủ này thì các bạn thấy được trang bị phần cánh, phần tay cầm làm bằng nhựa cứng để giúp an toàn cho chúng ta trong quá trình mà tủ vận hành khi mà mở tủ ra. Ở đây thì các bạn thấy tủ cũng có kích thước khá là lớn đấy, với chiều dài là 150cm, chiều rộng 74 và chiều cao là 166cm. Thế nhưng chiếc tủ này thì các bạn cũng yên tâm về vấn đề di chuyển dễ dàng, bởi vì phía bên dưới thì các bạn thấy được trang bị 4 bánh xe trợ lực, cùng với đó là các chốt khóa an toàn để chúng ta có thể cố định máy chắc chắn tại một vị trí. Và trong suốt quá trình mà chúng ta sấy thì cũng dễ dàng kiểm soát chất lượng ở thực phẩm phía bên trong mà không cần phải mở cửa tủ nhiều lần dẫn đến cái tình trạng thất thoát nhiệt. Bởi vì ở đây thì các bạn thấy xuyên suốt hai cái phần cửa thì được trang bị tấm kính cường lực. Kính thì có hai loại là kính thường và kính cường lực. Với chất liệu kính cường lực này thì sẽ giúp tủ của chúng ta giữ nhiệt tốt hơn, cứng cáp hơn và không lo sợ bị dễ nứt vỡ trong quá trình di chuyển. Và với cái việc mà chúng ta có cái tấm kính này thì sẽ không cần phải mở tủ ra nhiều lần. Kết hợp với hệ thống đèn bên trong thì đây cũng là một ưu điểm mới của thiết bị này. Ở đây thì các bạn thấy tủ được trang bị mỗi bên là 3 bóng đèn sáng xuyên suốt các khoang tủ. Đó, dễ dàng cho chúng ta trong cái quá trình mà quan sát chất lượng thực phẩm. Đặc biệt thì bây giờ mình sẽ mở phần cánh cửa này ra để cho các bạn quan sát chi tiết hơn về phần khoang bên trong nhé. Đó, các bạn thấy rồi, mở cửa rất là chắc. Thì ở bên trong này các bạn thấy tất cả cái phần bao quanh cánh cửa và phần khoang sấy được trang bị gioăng cao su để có thể đóng kín khít giữa phần cửa và phần khoang sấy để hạn chế tối đa cho chúng ta về vấn đề thất thoát nhiệt. Cùng với đó ở đây thì các bạn thấy khoang sấy được trang bị mỗi bên là 4 thanh nhiệt cùng với 4 quạt gió. Đây cũng chính là một yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định hiệu quả sấy của máy, đó chính là công nghệ hiện đại. Tủ trang bị thanh nhiệt khô công suất mạnh mẽ lên tới 8kW cùng hệ thống quạt gió thổi khí giúp khí nóng đối lưu tuần hoàn khắp mọi vị trí trong khoang sấy của tủ, giúp thực phẩm được tiếp xúc với nhiệt độ hơi nóng đồng đều. Nước sẽ tách dần khối nguyên liệu và bị đẩy ra ngoài thông qua hệ thống tản nhiệt. Đối với các chi tiết thanh nhiệt thì ở đây các bạn có thể thấy là thanh nhiệt được thiết kế hình tròn và trải dọc toàn bộ khoang sấy như thế này. Và ưu điểm của thanh nhiệt khô thì các bạn biết rồi, thanh nhiệt khô thì lên nhiệt cực kỳ nhanh và kết hợp với chất liệu inox cao cấp làm nên thanh nhiệt này, đó là 304, thì giúp cho thiết bị ra nhiệt tối ưu nhất và có độ bền vượt trội nhất. Cùng với đó thì ở đây mỗi một khoang sấy này các bạn thấy là được trang bị bao gồm 15 cái rãnh để đặt 15 khay. Ở đây thì các bạn thấy khay sấy được thiết kế rất là rộng lớn với kích thước chiều dài là 59cm,
và chiều rộng là 49cm. Đặc biệt là khác với các cái loại máy sấy phổ thông thì ở đây các bạn thấy khay sấy được thiết kế bo viền như thế này, rất là dày dặn. Chất liệu của khay làm từ inox 304, do đó đảm bảo tuyệt đối cho chúng ta về khả năng an toàn vệ sinh thực phẩm. Thứ hai là khi chúng ta sấy nóng ở nhiệt độ cao thì cũng không ảnh hưởng lên chất lượng thực phẩm, cũng như là không bị hoen gì hay là bị biến dạng. Với chất liệu này thì cũng giúp cho các bạn đặt để một khối lượng thực phẩm lớn phía bên trên. Tuy nhiên là trong quá trình sấy thì các bạn lưu ý là để các cái lát thực phẩm dàn đều trên khay, lát mỏng, không chồng chéo các lát lên nhau để hiệu quả sấy của chúng ta được tối ưu nhất nhé. Cái khay này thì mình cảm khá là nặng bởi vì nó rất là dày. Phía bên dưới này là một khay liền. Khay liền này sẽ có tác dụng đó là chứa các cái cặn bẩn hoặc là nước đọng lại. Hoặc là vai trò thứ hai là trong cái quá trình sấy, mà đối với các cái sản phẩm mà các bạn muốn sấy ẩm thì chúng ta có thể cho nước, một lượng nước ít ở bên dưới khay này. Đó, tùy thuộc vào loại nguyên liệu mà chúng ta sấy. Khay này thì cũng được làm từ inox 304 và rất là dày, rất là sáng. Một điểm khá hay của thiết bị này đó là trang bị thêm các cái thanh inox này. Nó có vai trò là các bạn sẽ sử dụng đặt để lên các rãnh khay để có thể sấy các sản phẩm có kích thước dài như là sấy lạp xưởng, xúc xích hay là cá khô. Và các khay này thì cũng được làm từ inox cao cấp rất là dày. Mỗi bên khoang thì sẽ đi kèm với chúng ta là 6 cái thanh inox như vậy. Bật mí cho các bạn có một điểm khá thú vị từ thiết bị này nữa. Ở đây thì các bạn thấy xuyên suốt cái phần hông của tủ thì được trang bị thêm các van điều tiết độ ẩm. Và van này thì ở đây các bạn thấy Hường có thể thao tác đóng và mở. Đó, với cái hệ thống tản nhiệt như vậy thì giúp chúng ta có thể điều chỉnh và điều tiết được độ ẩm cũng như là giai đoạn linh động đối với nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Khác hẳn với các sản phẩm ở trên thị trường thì khe tản nhiệt của chúng ta sẽ trang bị cố định là các khe hở. Không chỉ có thiết kế tối ưu giúp máy hoạt động hiệu quả đâu, mà ở đây các bạn thấy bảng điều khiển của máy cũng được trang bị rất là hiện đại và có tính chính xác cao. Ở đây thì các bạn có thể thấy là thiết bị này thì có thể điều chỉnh linh hoạt cho chúng ta cả về thời gian lẫn nhiệt độ. Và một điểm đặc biệt nữa đó là có thể sử dụng ở hai chế độ, đó là chế độ thủ công và chế độ tự động. Đối với chế độ thủ công thì các bạn sẽ sử dụng tủ sấy, khi nào mà các bạn cần ngắt thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái nút đấy. Còn khi nào mà chúng ta muốn sử dụng ở chế độ tự động thì các bạn có thể điều chỉnh linh động được ở nhiệt độ và thời gian. Các bạn sẽ tăng giảm nhiệt độ thông qua đồng hồ này. Và nhiệt độ tối ưu mà chúng ta có thể điều chỉnh lên tới 100 độ C. Thế nhưng mà các bạn nên sử dụng tối đa ở 80 độ C để thiết bị của chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ. Còn đối với thời gian thì các bạn có thể điều chỉnh tối đa lên tới 99 giờ 59 phút cơ. Khá là tiện lợi phải không nào? Ở đây thì tủ bao gồm một công tắc sưởi. Thì ở đây các bạn thấy khi mà Hường bật tắt cái công tắc này á, thì đèn của chúng ta sẽ sáng để có thể dễ dàng quan sát được thực phẩm của chúng ta bên trong, trong cái quá trình mà máy vận hành cũng như là sấy thực phẩm. Tiếp theo là công tắc quạt gió. Đó. Để cho máy bắt đầu hoạt động và đối lưu khí nóng. Tiếp theo là hệ thống đèn. Khi mà chúng ta bật thì công tắc chiếu sáng này sẽ hiện lên. Ở đây thì máy thiết kế thêm rơ le, tức là khi mà máy vận hành quá nhiệt độ mà chúng ta cài đặt lên tới nhiệt độ cao, quá nhiệt độ cho phép, thì rơ le này sẽ tự động ngắt để đảm bảo tuổi thọ cho thiết bị. Phần tiếp theo ở bên này thì cũng tương tự như phía khoang bên kia. Cả hai khoang thì hoạt động đồng thời, tương tự như nhau. Chúng ta có thể hoạt động độc lập hoặc là đồng thời để có thể tối ưu cả về mặt năng suất cũng như là tiết kiệm điện tối đa cho thiết bị. Cụ thể về hiệu quả của thiết bị như thế nào thì chúng ta hãy cùng xem máy vận hành thực tế nhé. Tủ sấy thực phẩm cao cấp TSNK CI 30 lít, sấy thực phẩm khô nhanh, đồng đều, đảm bảo chất lượng trên mọi khay sấy, đồng thời vẫn giữ được hương vị tự nhiên và các vitamin khoáng chất có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. Trên đây thì các bạn vừa được theo dõi review chi tiết về thiết bị tủ sấy thực phẩm TSNK CI 30 lít của Niu Sun. Và nếu như đây là một sản phẩm phù hợp với tiêu chí lựa chọn của bạn thì đừng quên khi đặt mua sản phẩm này tại điện máy Niu Sun, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển 10km tại các chi nhánh cửa hàng điện máy Niu Sun trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh.
Với hệ thống 18 cửa hàng trên khắp cả nước, Nielsen tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp máy thực phẩm đạt chuẩn ISO 9001-2015. Ngoài sản phẩm này ra thì Nielsen còn cung cấp rất là nhiều model sản phẩm tủ sấy thực phẩm có kích thước, năng suất từ nhỏ cho tới lớn để có thể đáp ứng được đa dạng quy mô sản xuất cho cơ sở của bạn. Để nhận được báo giá và tư vấn miễn phí về sản phẩm thì các bạn có thể để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy Nielsen 0766 555 155 hoặc 0777 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website dienmaynielsen.com hoặc dienmaythucpham.com để có thể tìm hiểu chi tiết về sản phẩm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay và nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để có thể update những video mới nhất tại kênh Điện Máy Nielsen nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.